chốt cho anh Lê Quốc Trịnh 5 ki đầu tiên nhé. Ki hôm nay, ki phi điệp hôm nay em sẽ giảm giá từ 130.000 xuống còn 80.000 một ki nhé. Xuống còn 80.000 một ki, có 5 mặt hoa như trên hình. Đó, ki em làm một ít ki thì nhà em bây giờ được có khoảng ki 52 có khoảng 5 mặt hoa. Thứ nhất là tím Di Linh này, Châu Như này, Ma Bó này và tím Hòa Bình và hồng nhá, hồng sáp. 5 ki của anh thì sẽ là 5 x 8 bằng 400.000 và anh chốt đơn chia sẻ cho em rồi em sẽ tặng kèm một lọ phân thuốc nhá. Khi mà mọi người mua 5 ki thì em sẽ tặng kèm một lọ phân thuốc, mà mua 10 ki thì em sẽ tặng kèm một lọ phân thuốc và kèm theo bao ship nhá. Hôm nay em giảm giá thì 130.000 xuống còn 80.000 một ki ạ. Anh Lương Thái Bảo 5 ki này, 5 ki chia sẻ, hiện người đã chia sẻ rồi em sẽ tặng kèm một lọ phân thuốc. Đấy, nhân tiện nhiều bác đang xem như thế này thì em sẽ giảm giá cái bình thường cái ki này nhà em bán 130.000 hôm nay em sẽ giảm còn 80.000 và mọi người cứ để lại số điện thoại địa chỉ là được chốt đơn nhá. Nhiều bác em đọc tên thì là chốt rồi, còn chưa đọc tên thì mọi người cứ để lại số điện thoại địa chỉ. Nhận hàng, giao hàng toàn quốc và mọi người được kiểm tra trước khi thanh toán. Cái key này em thì key nào nó cũng đẹp. Đấy, có những cái key xấu thì em sẽ giữ lại và em chăm sóc. Còn key đẹp em sẽ gửi đi cho mọi người nhá. Key đẹp em sẽ gửi đi, giá là 80.000 một key. 5 key chia sẻ em sẽ tặng kèm một lọ phân thuốc. 10 key thì em sẽ chia sẻ, mà chia sẻ cho em sẽ tặng kèm một lọ phân thuốc kèm theo bao ship nhá. Nương Thái Bảo 5 cây rồi này, Danh Võ 10 ki này, 10 ki em sẽ tặng kèm một lọ phân thuốc của Mỹ nhá, da dễ của Mỹ, kèm theo là em sẽ bao ship. Đấy, ki nhà em thì nó dài tầm khoảng từ 5 cho đến 8 cm, 5 cho đến 10, hơn 10 đó. Đây, ki đây rất là đẹp, như đây là cái ki tím này, ki tím Hòa Bình rất là đẹp này, rất là ok đẹp đúng không ạ? Đấy, em để trên tay mọi người nhìn cực kỳ đẹp. Ki nào đảm bảo tiêu chuẩn đẹp, hoặc là cái ki này nó cũng khá là đẹp ấy, nhưng mà nó đang xuống lá hơi xấu nên em sẽ không gửi đi đúng không ạ? Em sẽ gửi đến tay mọi người những cái ki đẹp thôi đúng không? Đinh Văn Bằng 5 ki hôm nay em giảm giá là 130 xuống còn có 80 rồi. Nhân tiện nhiều bác đang xem ở đây thì mọi người chia sẻ cho em một vài nhóm nhá. Đấy, hôm nay để em giảm giá 150 xuống còn 80. Cái ki này thì nhà em nhiều lắm rồi, em không thể nào em trồng lên được nữa. Em bán chia sẻ bớt cho mọi người nhá. Có các mặt hoa như trên hình. Đây là hồng sáp ạ. Đây là tím Hòa Bình này, còn đây là Ma Bó, đây là Châu Như và còn đây là Di Linh nhá, Di Linh tím Di Linh. Đa số là những cái mặt hoa tím hồng thôi. Đấy, anh Bánh Bao 5 ki này, 5 ki 5 loại, chia sẻ cho em tặng kèm một lọ phân thuốc mà hôm nay em bán chỉ có 80.000 thôi, bình thường 130.000. Đấy, những cái mặt hoa ý này em làm để cấy mô nhưng mà do cái giò gốc của nó to rồi em làm ra ki thì em bán rẻ cho mọi người. Giảm giá còn 80.000 một ki, mua 5 ki sẽ được tặng kèm một lọ phân thuốc da dễ của Mỹ nhá. Đó, về nhà mọi người bắt đầu mà trồng vào giá thể hoặc là ghép lên đâu ấy thì cái lọ da dễ này nó rất là quan trọng. Đấy, nó giúp cái cây mà nó da dễ nhanh để nó sống khỏe, sống đẹp. Đấy, ki nhà em thì yên tâm là ki nào rất là khỏe nhá. Về nhà mọi người có thể trồng luôn được. Ki béo mập khỏe. Anh Thảo 10 ki này, 10 ki thì chia sẻ cho em bao ship và tặng kèm một lọ phân thuốc nhé. Em bán 80.000 một ki mà em hôm nay em giảm giá rồi. Cỏ dại 10 ki này, công đinh 10 ki này, 10 ki thì mỗi mặt hoa thì mọi người lấy 2 ki về siêu tầm cũng được. Đấy, đây đều là những cái mặt hoa nó rất là đẹp. Nó không phải là quá đẳng cấp như hàng va hàng vùng nhưng mà nó cũng rất là đẹp, ok. Sáng giá. Cái ki nhà em thì nó chênh lệch về độ dài một chút tại vì không thể nào mà nó chăm đẹp như cái hàng công nghiệp được đúng không ạ? Có những cái ki nó to, có những cái ki nó nhỏ. Nhưng em sẽ cố gắng lựa cho mọi người những cái ki đều đều nhá để phù hợp với cái giá. Đúng không ạ? Bác cựu chiến binh lấy 5 ki, 5 ki chia sẻ cho cháu tặng kèm một lọ phân thuốc da dễ nhá. Tại vì về mọi người trồng mà, đằng nào cũng cần thuốc da dễ, đúng không ạ? Em sẽ tặng kèm luôn, mà thuốc da dễ của Mỹ thì rất là tốt. Mùa này đang là cái mùa mà mọi người phải trồng cây đi. Mùa trồng cây đi, mùa phát triển của cây mà. Chín Nguyễn 10 ki này, 10 ki chia sẻ bao ship luôn nhá. Bao ship tặng kèm, vẫn tặng kèm một lọ phân thuốc của Mỹ. Duy Nam 10 cây chia sẻ bao ship tặng kèm một lọ phân thuốc nhá. Mọi người cứ chia sẻ đi. Đấy, em vừa tặng quà, em vừa bao ship đúng không ạ? Mua 5 cây thì em tặng quà, mua 10 cây thì em bao ship. Một số cái comment mà bây giờ đang nhiều bác đang xem ấy thì comment nó bị ẩn ấy thì mọi người cứ để lại số điện thoại nhá, địa chỉ sẽ có người gọi điện chốt đơn cho các bác. Đó, nhà em ship hàng thì ship hàng toàn quốc đúng không ạ? Tiền ship chỉ có 30.000 một đơn thôi, mọi người mua 10 cây chia sẻ cho em sẽ bao ship. Đấy, được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Ki như trên hình thì lấy cho em. Đấy, ki nó phải đẹp. Đấy, nhà em làm ra ki đa số là nó rất đều đẹp, nhưng mà có ki nào xấu quá thì em sẽ không gửi đi. Còn đa số là những cái ki mà nó đẹp, đúng không ạ? Ki nào xấu thì em lại để em lại giảm giá. Ví dụ ki này thì em chỉ bán sau em bán hết những ki đẹp thì ki này nó xấu hơn thì em chỉ bán 50.000 thôi, hoặc là em lại nuôi to rồi em bán 80.000. Đấy, giảm giá 130 xuống còn có 80.000.
Kỳ nào kỳ nấy đẹp mê ly. Đúng không ạ? Có các mặt hoa đây em giới thiệu lại cho mọi người. Đây là tím Di Linh, đây là Châu Như, đây là Mà Bó, đây là tím Hòa Bình. Còn cuối cùng là hồng sáp, hồng cánh sáp, hồng cánh bầu. Đặng Quân này 5 kỳ này. Đặng tới đây 5 kỳ, nhiều bác comment em không thể đọc hết được đâu. Hoặc là nhiều bác comment bị ẩn đấy. Điện Lạnh Minh Huy này 5 kỳ nhá. Điện Lạnh Minh Huy 5 kỳ tặng luôn một lọ phân thuốc của Mỹ nhà. Vũ Đình Liên 10 kỳ này, Hậu Thanh 5 kỳ này, Khúc Huỳnh 10 kỳ tặng một lọ phân thuốc của Mỹ nhá. Đây là phân thuốc da dễ của Mỹ. Đấy, về nhà để cho mọi người ghép cây. Về nhà ghép cây em chưa thì đằng nào cũng cần thuốc kích thích da dễ thì em tặng cho mọi người. Thì em đã dùng thử rồi, trải nghiệm rồi. Cái lọ phân thuốc này chuyên dụng nhà em, dùng rất là tốt. Dùng rất là tốt cho việc da dễ và kích thích sinh trưởng phát triển của cây trong cái mùa này là cái mùa sinh trưởng của phi điệp này. Đấy, mọi người mua trồng luôn bây giờ là rất là ok tốt. Anh Hậu Thanh 5 cây này, Khúc Huỳnh 10 cây này. 10 cây thì em kèm thêm cả bao ship luôn nhá. 10 cây thì em kèm luôn cả bao ship. Cái kỳ này thì nó dài tầm khoảng từ 6 cho đến 10 12 cm. Nhưng mà em sẽ cố gắng lựa cho mọi người những cái kỳ đồng đều nhá. Bác nào sẽ có kỳ nó dài, kỳ nó ngắn đấy, làm sao mà cho nó trong cái khoảng đồng đều phù hợp với cái giá. Đấy, giá em bán bình thường là 130.000, mọi người hay xem live mọi người biết đấy. Nhưng hôm nay em giảm xuống còn 80.000 nhá. Đấy, 80.000 thì em chia sẻ đến các bác các mặt hoa để cho mọi người cùng nhau bảo tồn những cái giống phi điệp đẹp của Việt Nam. Anh Nguyễn Tiền Phương này 5 kỳ này, Hữu Đình này 5 kỳ. Nhân tiện nhiều bác đang xem thì mọi người mỗi người hộ em một vài cái chia sẻ. Hiện nên đã chia sẻ thì em sẽ tặng quà cho mọi người có kèm quà tặng nhé. Ví dụ như 5 cây em sẽ tặng kèm một lọ phân thuốc này. Đó, 5 cây thì chỉ có 80.000 một cây, là nhân lên là có 400.000 thôi. Em sẽ tặng kèm một lọ phân thuốc và tiền ship toàn quốc là 30.000. Còn mọi người mua 10 cây thì em sẽ vẫn tặng kèm lọ phân thuốc, kèm theo đó là em sẽ bao ship cho mọi người. Bao ship cho mọi người. Ví dụ anh Hữu Anh mua 10 cây đã chia hiện lên người đã chia sẻ này. Em không cần biết là chia sẻ bao nhiêu nhóm, nhưng mà em cứ thấy hiện lên người đã chia sẻ là em sẽ tặng kèm một lọ phân thuốc nhá. Khách Nhà Hồ 10 cây đã chia sẻ tặng kèm một lọ phân thuốc kèm theo bao ship này. Lão Hạc này có 5 cây thôi này. Đấy, Lão Hạc thì nhà chắc là kinh tế là vừa vừa thôi, thế nên là chắc là lấy 5 cây. Đấy, mua 10 cây chắc phải bán cả chó mất. Anh Lê Phẩm lấy 10 cây nhá. 10 cây là 800.000 được tặng kèm một lọ phân thuốc và em sẽ bao ship và mọi người nhận hàng được kiểm tra hàng thoải mái, nhà em ship hàng toàn quốc, bao chuẩn bao đẹp. Đấy, đẹp chuẩn đúng cây như trên hình thì mới nhận, đúng không ạ? Không đúng thì mọi người có quyền không nhận, tại vì tiền vẫn ở trong túi chúng ta mà, đúng không? Anh Nam Tòng 5 cây, Minh Khải Trần 10 cây. 10 cây chia sẻ thì được tặng kèm một lọ phân thuốc, kèm theo đó là bao ship. Các mặt hoa thì quá là đẹp rồi ạ. Các mặt hoa thì quá là đẹp này. Đó. Anh Mạnh Thắng 10 cây chia sẻ rồi, bao ship tặng kèm một lọ phân thuốc. Kỳ nhà em dài từ 6 cho đến 12 cm nhá. Và em sẽ cố gắng đóng cho các bác đồng đều. Ví dụ bác nào mà bị một cái kỳ 6 thì em sẽ đóng cho một cái kỳ 12. Đấy, để làm sao mà cho nó phù hợp cân đối cho mọi người. Thế nên là mọi người cứ yên tâm. Còn kỳ nào xấu quá em sẽ bỏ đi, hoặc là em sẽ nuôi lại rồi bán cho mọi người sau nhé, hoặc là em giảm giá. Đấy, em làm, nói chung em sẽ làm mọi cách để cho tay đóng hàng cẩn thận nhất đến tay các bác để cho nó ok đẹp nhất. Cây kỳ nào xấu thì em bỏ đi, mọi người cứ yên tâm. Nhiều bác đang xem ở đây, mỗi người chia sẻ cho em một hai nhóm. Mua 5 cây em tặng kèm một lọ, mua 10 cây em tặng kèm một lọ phân thuốc của Mỹ kèm theo bao ship. Cái kia bình thường em bán 130.000, nhưng mà hôm nay em giảm giá chỉ còn 80.000, đúng không ạ? Em đọc tên bác nào thì là chốt rồi nhá. Còn bác nào ẩn comment thì cứ để lại số điện thoại, địa chỉ, hết live sẽ gọi điện lại cho, đúng không ạ? Nâng Bùi là 10 cây này, 10 cây 800.000 chia sẻ em sẽ tặng kèm một lọ phân thuốc của Mỹ da dễ nhá. Đằng nào mọi người cũng phải cần thuốc da dễ để về mọi người ghép lên, hoặc là ghép vào chậu, hoặc là ghép vào giá thể. 5 cây của Ngô Văn Trường này được tặng kèm một lọ phân thuốc, đúng không? 5 cây em sẽ tặng kèm một lọ, 10 cây thì vừa tặng vừa bao ship. Ngô Văn Trường 5 cây, Lê Quốc Tuấn Thuận 10 cây này, 10 cây chia sẻ rồi em sẽ bao ship nhá anh. Tặng kèm một lọ phân thuốc của Mỹ khi mọi người mua 5 cây. Đây, phân thuốc da dễ của Mỹ này em dùng tốt lắm đấy ạ. Và nhớ là các bác mua hàng thì nhớ kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhá. Cái cây này nhà em là bao chuẩn bao đẹp, cây như trên hình thì mới lấy, mới nhận và trả tiền cho em. Một cây là, một cái kỳ này là 80.000, 80.000 một kỳ. Em đang giảm giá từ 130 xuống 80.000. Các mặt hoa như trên hình, hồng sáp, tím Hòa Bình, Ma Bó, Châu Như và tím Di Linh nhá. Anh Quang Minh thì 5 kỳ này. Đấy, nhiều lúc là em không đọc được hết đâu. Em mài giới thiệu hàng em không đọc được hết thì mọi người cứ comment số điện thoại, địa chỉ là có người gọi điện chốt đơn cho các bác nhá.
Quang Minh 5k chia sẻ thì em sẽ tặng kèm một lọ phân thuốc này. Nhân duyên mua 10k chia sẻ tặng kèm một lọ phân thuốc kèm với là bao ship nhá. Đây ki em cứ cầm một vài ki cho mọi người xem, ki nào rất đẹp. Ki có ki xấu ấy nhưng mà em sẽ bỏ đi, em không đóng cho mọi người đấy. Đúng không? Còn ki thì nó phải có ki đẹp ki xấu chứ đa số là ki đẹp. Thỉnh thoảng có ki nó xấu, nó chưa đủ tiêu chuẩn mà em đang bán ấy thì em sẽ bỏ đi. Đây ví dụ cái này làm gì có gì nữa. Cái này thì để trồng lại thôi đúng không ạ? Đấy, ki này nó vẫn ok đẹp. 7-8 cm gửi đi được. Đúng không ạ? Hay đây. Đẹp quá đúng không ạ? Đấy. Ki nó sẽ có ki đẹp ki xấu, em sẽ làm sao cân đối mặt hàng cho các bác, tại vì giá của nó thì giá ai cũng mua được thôi. Em không bán đắt, em bán để cho mọi người siêu tầm để cùng bảo tồn những cái giống lan này nhá. 80.000 một ki và mọi người mua 5 ki thì em sẽ chia sẻ cho em tặng kèm một lọ phân thuốc. Nhớ chia sẻ cho em 2-3 nhóm, nhiều bác như thế này chia sẻ cho em để em để được nhiều người xem và em bán hàng cho nó tốt hơn. Đúng không ạ? Thì bù lại em sẽ tặng mọi người phân thuốc hoặc là em sẽ chia hoặc là em sẽ bao ship cho các bác. Đấy, mỗi người đều được lợi một tí thì cùng giúp đỡ nhau trong cái khả năng của mình. Thì chia sẻ cũng chả mất là mấy đúng không ạ? Nguyên Ân 5 cây này, Nguyễn Cường 10 cây này, Phạm Đắc Vương 10 cây này, Trần Văn Khánh 10 cây này. 10 cây thì em vừa bao ship và vừa tặng phân thuốc. Rất là ok đẹp. Mặt hoa thì hàng kim mọi người yên tâm là mặt hoa trần đúng không ạ? Và mọi người nhớ là nhận hàng thì được kiểm tra hàng trước khi thanh toán đấy. Cây đúng đẹp thì nhận, tại vì nhà em bao chuẩn bao đẹp, phải gửi đến tay mọi người là phải đẹp. Còn nhớ may mà rủi ro thì em sẽ có chế độ đền bù đấy. Rủi ro ví dụ như nó bị gãy sập một tít lá thì em sẽ có chế độ đền bù. Yên tâm, những cái mặt hoa tím này bây giờ khá là đẹp này, tím si linh này, châu như này, rồi là ma bó này, tím hòa bình này, còn đây là hồng cánh sáp, hồng bầu, hồng cánh sáp. Nguyễn Văn Lâm 10 cây này, Nguyễn Văn Lợi 5 cây này, Trần Hữu Sang 5 cây này, Đặng Văn Tiến 10 cây này. 10 cây chia sẻ tặng kèm một lọ phân thuốc. Cây thì em giảm ki này, em giảm giá từ 130 xuống còn có 80.000 một ki thôi. Thế nên là nó quá là rẻ rồi. Ai cũng có thể mua được đúng không ạ? Ai cũng có thể mua được trong cái tầm giá này. Bác nào mua về trồng, cái mùa này là cái mùa sinh trưởng của cây rồi, đúng không? Trồng bây giờ đi là sang năm là đẹp. Đây là ki năm 2 của em. Mà trồng thì lúc nào cũng cần thuốc da dễ. Đấy em tặng luôn. Mua 5 cây em tặng luôn một lọ thuốc da dễ. Còn mua 10 cây ấy gì? Mua 10 cây em bao ship luôn cho mọi người. Đấy. Nhiều bác đang xem như thế này. Có bác ẩn comment đấy em biết. Nhưng mà bác là em đọc tên là chốt rồi. Còn chưa đọc tên thì kết thúc like em sẽ gọi điện lại cho mọi người nhá. Em sẽ chốt cho từng bác một. Và mọi người nhớ là hàng bao chuẩn, bao đẹp. Nhận hàng được kiểm hàng thoải mái trước khi thanh toán. Nhớ chia sẻ cho em để nhận được quà tặng là một lọ phân thuốc nhá. Và được mua 10 cây thì còn được thêm nữa là bao ship, mua 5 cây thì em tặng một lọ này thôi. Các mặt hoa thì khá là đẹp như trên hình. Ki thì nó cứ dài từ 6 cho đến 12 cm. Em sẽ đóng hàng cho các bác làm sao cho cân đối đúng không ạ? Bác nào có cây đẹp thì cũng có cây vừa vừa một tí. Đấy, hồng cánh bầu, tím hòa bình, tím ma bó, châu như và đây là tím di linh. Đều rất là đẹp. Đa số là các mặt hoa tím hồng. Anh Nguyễn Trung lấy 10 ki này. 10 ki thì chia sẻ ok em tặng một lọ kèm theo bao ship, một lọ da dễ. Đấy, da dễ ai chả cần. Mà đây nhà em trải nghiệm, nhà em dùng rất là nhiều. Đây là lọ phân thuốc nhập khẩu từ Mỹ. Đấy, dùng rất là tốt. Ok, cực kỳ đẹp. Nguyễn Tiến Hưng 10 ki này. 10 ki chia sẻ là 800.000 thôi. Em bao ship tặng kèm một lọ phân thuốc của Mỹ. Ki này hôm trước có lần em bán 250, xong rồi em bán 150, 130. Hôm nay em giảm xuống 80. Đấy, nhiều bác đang xem nên là em vui lắm. Cứ chia sẻ cho em giảm xuống 80.000 nhá. 80.000 một ki thôi. Anh Nguyễn Trung lấy 5 ki thì tiền ship là 30.000 một đơn hàng nhá. Thì em sẽ tặng kèm anh một lọ này. Tại vì 5 ki thì em không thể bao ship được. Mua 10 ki thì em sẽ là có các thêm quà tặng là bao ship. 5 ki em chỉ tặng kèm một lọ kích dễ thôi. Tại vì ki này em giảm giá quá nhiều rồi, còn có 80.000 một ki. Mà ki này em ki nào cũng đẹp đẹp này. Đấy. Ki nào cũng đẹp. Ki nào xấu em bỏ đi, em không đóng cho mọi người đâu. Ki nào cũng rất là đẹp nhá. Đấy, ki nào cũng ok đẹp. Đẹp hết, đẹp lắm. Đúng không ạ? Ki nào xấu quá hoặc là không đủ tiêu chuẩn em giới thiệu với mọi người thì em không đóng. Khi nào nó phải chuẩn đẹp thì em mới đóng đúng không ạ? Đấy, khi nào nó phải chuẩn đẹp thì em mới đóng. Mà mọi người cứ yên tâm, nhận hàng kiểm tra hàng mà. Đấy, nó xấu thì mình không nhận, xấu quá mình không nhận, nhưng mà đủ như những cái tiêu chuẩn em giới thiệu thì mọi người nhận dùm em nhé. Nguyễn Sơn 10 ki này, 10 ki là 800.000, chia sẻ em sẽ tặng kèm một lọ phân thuốc và em sẽ bao ship nhé. Mọi người nhớ là nhận hàng kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho em, bao chuẩn, bao đẹp.